Chào các ba. Hello, chào các bác. Hai anh em là đang trên xe các bác ạ. Hôm nay cái chuyến này thì nhẽ ra cũng chia sẻ với các bác từ mấy hôm trước nhưng mà mấy ngày nay ế quá, không bán được xe. Đang anh em đang trốn rồi. Trốn đi tìm hướng khác rồi các bác. Trốn nợ. Trốn nợ rồi. Thì hai anh em đang hành trình trên đường cao tốc để đi lên cửa khẩu Hữu Nghị các bác ạ, để ngày mai xuất cảnh đi sang Trung Quốc. Ngày hôm nay thì mưa gió ẩm nồm này nhưng mà cơ bản không biết là do tại trời nồm hay là như nào, nhưng mà từ đầu tháng giờ chưa bán được con xe nào các bác. Thì bây giờ đang đi tìm cái hướng mới. Đói quá. Đói đi tìm mua mấy cái gì phụ kiện theo ô tô, rồi là những cái gì thiết yếu cho cuộc sống về để bán. Đấy, để bán để gọi duy trì cho nó hết khủng hoảng, rồi là chờ đến khi các bác kiếm được tiền đến mua xe với em thì lúc đấy mới lại tiếp tục bán xe. Đấy, thì bây giờ là hôm nay là gửi gắm mấy anh em ở nhà để bán túc tắc rồi. Các bác nào mà giao dịch thì cứ vẫn giao dịch bình thường. Thì thông báo các bác một chút nữa là ngày mai kia thôi là các bác sẽ không gọi được em với bác Cường nhé. Hai cái số máy là sẽ thuê bao. Đấy, khoảng đi từ ngày 15 đến ngày 20 cơ. Thì ngày 20 mới lại có mặt ở nhà, thì lúc đấy mới lại gọi được. Thì các bác có gì liên lạc thì các bác gọi video, à không phải gọi video mà là gọi thoại Zalo nhé các bác nhé. Gọi thoại Zalo thì vẫn được, nhưng mà không được gọi video nhé. Gọi video thì em sẽ hơi tốn dung lượng, là không có dung lượng như 3G 4G nhiều như ở Việt Nam mình đâu. Thế nên là đấy, các bác nào mà có cái gì trao đổi thì các bác cứ trao đổi qua cái Zalo là ok. Đấy thì cơ bản là có thể liên lạc nó sẽ gọi là nó sẽ hơi chập chờn một tí. Đấy, còn đâu các bác đến mua xe thì các bác cứ đến số nhà 78 đường Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên. Tí nữa em sẽ cho cái số lên góc màn hình này, hai số điện thoại của thằng em Mậu với em Hùng, nó phụ trách ở nhà, thì để cho các bác tiện đây mà có thể là liên lạc trực tiếp với hai em ấy, thì đỡ phải gọi sang cho hai anh em. Đấy, thì tất cả mọi thứ là đơn giản, nó chỉ thế thôi. Còn lại là trong cái chuyến đi Trung Quốc này thì em cũng sẽ cố gắng là quay nhiều video, xong rồi về nhà thì ra nhiều clip cho các bác, để các bác vừa trải nghiệm xe cộ các thứ ở bên Trung Quốc, xem nó đi xe gì, xem nó có Kia Morning hay là nó chuộng Vios hay là nó chuộng i10 các bác nhé. Đấy, thì còn một cái nữa là xem cái đường xá của nó như nào ấy, đại khái người dân đồ ăn uống, rồi tóm lại nó giống như trải nghiệm một tí. Đấy, đúng rồi. Thì cơ bản thì cách đây mấy năm thì hai anh em cũng đi rồi, anh Cường thì đi mấy lần, 2-3 lần, em đi 1-2 lần sang Trung Quốc, chủ yếu đi buôn mà. Đấy, thì nó là như thế thôi. Còn ở đây thì chỉ mang tính chất là buôn bán thương mại các bác nhé, không mang tính chất là chính trị. Đấy, nghiêm cấm là các bác bàn luận về vấn đề chính trị ở đây, thì em cũng không biết đâu, vì mình chỉ là những cái tiểu thương buôn bán nhỏ thôi mà. Đấy, thì có một cái mẩu video như thế cho các bác. Là hôm nay thì trời miền Bắc rất là nồm thôi rồi luôn. Đấy, lại đang đi trên Vios các bác, thì Vios này ế quá, đi thì ngon đấy nhưng vẫn ế đấy. Bán giá giảm sâu lắm rồi, 325 triệu rồi mà vẫn cứ ế. Nhiều bác cứ bảo 280, nhưng mà nói thật là 280 em bán làm sao được, chả có mà bán đấy. Thôi thì ế thì ế, thì cũng phải có con này con nọ các bác nhỉ, cũng phải có 1-2 con để giữ ở nhà. Đây này, số tự động này, điều hòa này, màn hình lắp rồi này. Đấy, đi bán 890 cứ bèng bèng, vô lăng củ số đẹp thế này. Đấy, thì em sẽ cố gắng sang Trung Quốc này để em xem có xe nó có tai nạn không, có ngập nước không, có đâm đụng, nó có bán dối như thế không. Đấy, và keo chỉ nó có zin không. Đi xem tàu cao tốc keo chỉ zin không. Đấy, thì dự kiến hành trình là sẽ là hôm nay em sẽ lên Hữu Nghị Quan ở trên Lạng Sơn, và ngày mai thì sẽ xuất cảnh sớm ra đi theo đường Hữu Nghị Quan đi sang Bằng Tường, ăn cơm trưa ở Bằng Tường và sẽ di chuyển đến thành phố Nam Ninh để buổi tối là buổi chiều tối thì sẽ đi tàu từ Nam Ninh đến Quảng Châu, đi tàu cao tốc các bạn, đi nếu từ ngoài Lạng Sơn đi vào đến Quảng Châu nó phải khoảng tầm 1.000 km. Đấy, thì sẽ đi đường cao tốc của đấy, đi tàu cao tốc, không đi ô tô mà đi tàu cao tốc, và khi đến đấy rồi thì đêm sẽ đến Quảng Châu.
và ngày hôm sau thì sẽ đi đến cái nơi hội chợ triển lãm các bạn. Đấy thì em đi cái hội chợ, nó gọi là hội chợ triển lãm của Trung Quốc, Canton Fair, em không đọc rõ tiếng Anh nhưng mà nó là cái đấy, năm 2023. Đấy, và nó là cái hội chợ nó lớn, cái đẳng cấp nó tầm thế giới, có nghĩa là nó có hàng ngàn công ty nó trưng bày các sản phẩm ở đấy, cũng trong nước cũng như là ngoài nước, ở người Trung Quốc và cả thế giới, thì các cái thương gia thương nhân người ta sẽ đến đấy, người ta tìm nguồn hàng rồi là tìm những cái sản phẩm mới về để nhập khẩu để bán về cho cái thị trường riêng của họ. Đấy thì hai anh em này cũng tham gia như thế thôi. Đấy, chia sẻ với các bác lịch trình là như thế. Đấy, và sẽ có 2 ngày rưỡi, 3 ngày ở Quảng Châu, còn lại là sẽ đi lại 1 ngày quay trở về. Đấy, thì lịch trình là như thế, nó vắng mặt mấy hôm. Các bác cứ yên tâm nhé. Phép các bác là bọn em vắng mặt vài hôm nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.